hơn 2,5 triệu liều vaccine qua cơ chế này đã được tiêm cho lực lượng tuyến đầu, công nhân ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Việt Nam cũng đàm phán mua từ COVAX 10 triệu liều. Từ tháng 10 năm ngoái, Bộ Y tế đã đàm phán để mua 30 triệu liều của hãng AstraZeneca. Hơn 400.000 liều từ hợp đồng này đã về Việt Nam. Dự kiến trong các tháng tiếp theo sẽ có 3-4 triệu liều một tháng được cung cấp thông qua hệ thống tiêm chủng VNVC. Còn theo cam kết với các hãng khác cho Việt Nam, trong năm nay thì Pfizer, BioNTech sẽ cung cấp 31 triệu liều, hãng Moderna khoảng 5 triệu liều, Sputnik V của Nga 20 triệu liều, đồng thời sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất cho công ty vaccine và biotech trong tháng 6 này. Hai ngày trước, Nhật Bản đã trao tặng Việt Nam gần 1 triệu liều vaccine của AstraZeneca, hầu hết đã được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến ngày mai, Trung Quốc sẽ tặng Việt Nam khoảng 500.000 liều vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế cũng đã đề xuất Tổ chức Y tế Thế giới chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 mRNA, đồng thời đã làm việc với Bộ Y tế Cuba để xem xét ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Abdala.